cái bình hơi nhỏ đây. Ủa, giờ làm sao mà để em ra không tiếng gì mình nha.
Em sẽ làm những kỹ nhiều lần nhất.
Không thì sao em có tốt chưa?
chỉ tin 50-50 thôi. Thế vậy nên là em tin á. Em nghe lời của thầy đó cho là ra năm 2020 rồi. Qua năm 2020 em có kiếm được tiền không? Phải cho hai người đúng không? Cho là qua năm 2020 là có tiền rồi. Người làm nào đó có tiền. Thank you.
Em mất tên một phần dễ thương. Chưa, tụi em mới tầm 3 giây nữa.